vị khác. Rồi chúng ta không có nên uống rượu say sưa để chúng ta lái xe thì gây ra tai nạn cho mình và cho những người khác, cho những người thương chúng ta để thương tiếc. Đó là năm điều đạo đức của Phật dạy, nên Phật tử phải cần gìn giữ để giữ được cái hạnh phúc cho chính mình. Rồi Phật dạy chúng ta hãy tinh tấn diệt trừ những điều ác, rồi tinh tấn diệt trừ những điều ác chưa xong. Hãy tinh tấn làm những các việc lành, rồi làm các việc lành càng ngày càng tăng trưởng lên, càng tăng trưởng lên. Đó là Đức Phật chúng ta có hai cái phước báo. Một cái phước báo là về phước báo được vật chất đầy đủ, phước tướng. Và cái phước thứ hai là cái phước trí huệ, được thông minh, được giải thoát, ban vui và cứu khổ cho mọi người. Thầy kính chúc cho tất cả quý Phật tử hôm nay chúng ta đã làm tròn cái hiếu đạo và hiếu đời và hiếu đạo. Kính mong chư Phật Bồ Tát gia hộ cho tất cả quý Phật tử được thanh tâm, vô lượng an lạc và tu hành sớm mau đắc đạo, để phổ độ chúng sanh, để cứu gia đình thân bằng quyến thuộc của chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc và được có phước báo đầy đủ và trí huệ đầy đủ như Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính để đầu cảm niệm công đức thượng tọa sư phụ Thích Phước Sanh đã ban lời đạo từ cho chúng con để cố gắng học hỏi giác ngộ tu hành trở thành là những người con Phật, duy trì đạo pháp và duy trì văn hóa đạo đức của người Việt Nam ở tại xứ Úc Châu này. Tiếp theo là chúng con xin giới thiệu lời cảm niệm Vu Lan do Ni Sư Thích Nữ Thảo Liên chia sẻ. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa, chư ni sư đại đức tăng ni, kính bạch thầy trụ trì Thích Đức Tăng, trụ trì Quan Âm Thiền Tịnh. Hôm nay được sự cho phép của thầy trụ trì cũng như chư tôn đức tăng ni, chúng tôi xin gửi đến quý Phật tử một chút xíu về đạo lý trong cái lễ Vu Lan ngày hôm nay, dương lịch 2017, phật lịch 2564. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện, cũng theo quý vị đã biết, Vu Lan Thắng Hội là một ngày lễ hội của toàn Phật giáo đồ trên toàn thế giới. Và Vu Lan để lại một nét đẹp trong lòng văn hóa của mọi người. Và mỗi lễ Vu Lan như vậy là chúng ta đọc Kinh Vu Lan Bồn, duyên khởi của Kinh Vu Lan Bồn. Thì tất cả quý Phật tử cũng đều đã biết, hôm nay chúng tôi xin tóm tắt một chút xíu. Trong Kinh Vu Lan Bồn có bốn câu rất là ý nghĩa mà rất là căn bản cho tất cả chúng ta đều phải học hỏi và suy nghiệm về lời của Đức Phật dạy. Lòng bổn sẻn tiền căn dư dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng mà hóa thành than lửa dùng mà đặng đâu. Và thật vậy, với lòng bổn sẻn của con người chúng ta, từ tánh tham lam, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, mà chúng ta cứ mãi mãi luân hồi trong cõi trần ai khổ nhọc này. Do vậy, Đức Phật duyên khởi dạy Ngài Đại Mục Kiền Liên đi xuống tận địa ngục để cứu rỗi bà Thanh Đề, và nhờ vậy mà có Pháp Vu Lan Bồn
Xuyên qua điều này, chúng ta nhớ rằng Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên là đại đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Nhờ như vậy mà chúng ta mới có Pháp Vô Lăng Bồn. Phật xưa hiếu thảo kể hà sa, đến kiếp hiện nay cũng đậm đà. Đao lời thiên cung về viếng mẹ, Ca Tỳ La Vệ đến tìm cha. Khom lưng đảnh lễ đồi xương trắng, đưa mặt chôn một mẫu già. Đến tháp kim quan còn bật nắp, soi cùng hiếu tử mấy người qua. Phải chăng là một người con Phật, chúng ta có bốn rộng ân mà mỗi người trong chúng ta hằng hằng ghi nhớ, không phải chỉ đến ngày Vu Lan chúng ta mới nhớ, mà tất cả từng giờ, từng phút, từng giây trong đời sống thường nhật này. Thứ nhất là ân tổ quốc, thứ hai là ân tam bảo, thứ ba là ân cha mẹ và sư trưởng, thứ tư là ân chúng sanh. Và Đức Phật Tổ Thích Ca đã thị hiện trong cuộc đời này bằng xương bằng thịt. Có một lần Ngài dẫn 1.250 vị tỳ kheo đi vào thành Khất Thực. Và khi đi như vậy, Ngài gặp một đống xương khô, thì Đức Phật liền dừng lại, quỳ gối chắp tay đảnh lễ đống xương khô. Ngài Ananda đứng phía sau mới thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là Thầy của trời và người, cớ sao lại đảnh lễ một đống xương khô như vậy? Đức Phật dạy rằng: Này Ananda, đống xương khô này là cha, là mẹ, là ông, là bà, và là thân của ta hoặc là kẻ ta sinh ra từ đời vô thủy kiếp cho đến ngày hôm nay. Do vậy mà Đạo Phật mới có câu gọi là cửu huyền thất tổ. Và ta đảnh lễ đống xương khô này để nhớ ơn cha và mẹ của chúng ta. Do vậy mà mới có duyên khởi của kinh báo hiếu phụ mẫu ân. Và như vậy, một lần nữa chúng tôi thưa với quý vị rằng Phật xưa hiếu thảo kể hà sa, đến kiếp hiện nay cũng đậm đà. Đao lời thiên cung về viếng mẹ, và Đức Phật đã 3 tháng từ bỏ cảnh giới ta bà này để lên cung trời đao lời thuyết pháp cho hoàng hậu Ma Gia nghe. Và như vậy chúng ta có kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, và kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện để làm cho hành trang cho tất cả chúng ta tu tập từ thân nghiệp, từ khẩu nghiệp, từ ý nghiệp, để chúng ta trọn vẹn trở thành giống như Ngài Quang Mục trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Và một lần nữa Đức Thế Tôn lại nghiêng vai để khiêng kim quan của tịnh Phạm Vương đến lễ trà tiền. Và một lần thứ ba nữa thì Đức Thế Tôn có một lần đi khất thực, Ngài bỗng thấy một lão bà, và lão bà này một hai đòi on hôn Đức Thế Tôn cho bằng được. Thì tất cả mọi người nói là không thể được, thì bảo on chân Đức Thế Tôn hôn vào chân của Ngài. Đức Thế Tôn không ngăn cản mà Ngài dạy rằng: Này chư tỳ kheo, bà lão này là mẹ của ta từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến ngày hôm nay, bởi vì cái tình mẫu tử dâng trào trong lòng của bà, cho nên bà mới hôn chân của ta mà hôn. Cho nên Đức Thế Tôn của chúng ta trong cuộc đời này, bằng xương bằng thịt, bằng thân xác của Ngài, Ngài thị hiện cho chúng ta thấy rằng là một vị Phật, một đấng toàn tri toàn giác, là một thái tử từ bỏ hẳn cung vàng, địa ngọc, vợ đẹp, con thơ, sơn hà xã tắc, rồi Ngài một đi một cuộc hành trình dài đằng đẵng trong suốt 49 năm hoằng pháp lợi sanh. Đức Phật dạy cho tất cả chúng ta rằng: Này chư tỳ kheo, tất cả những người nữ trên cuộc đời này là mẹ của ta, là chị của ta, là bà của ta, là cháu gái của ta, là con gái của ta, là em gái của ta từ nhiều đời nhiều kiếp. Và tất cả những người nam trên cuộc đời này là ông của ta, là chú, là bác, là anh, là em của ta. Do vậy tứ hải giai huynh đệ và Vu Lan Thắng Hội để nhắc nhở cho tất cả mọi người tiền tài.
bỏ ra một chút tâm tư, bỏ ra một chút ích kỷ trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta không trở thành một bà thanh đề thứ hai, lòng bổn xẻng tiền căn dưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng bà, hóa thành than lửa dùng mà đặng đâu. Bởi vì Phu Lan Bồn chúng ta dâng y, chúng ta dâng tứ sự lên cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni, thể hiện một ngày Đức Phật hoan hỷ, một ngày chư Tăng tự tứ để cầu nguyện những phước lành của tất cả những vị tu hành này hồi hướng đến cho tất cả chúng sanh. Trong đó có ông bà, cha mẹ, cửu huyền, thất tổ của chúng ta, bảy đời, bảy kiếp. Và ngày hôm nay là một ngày rất đẹp trời mà chùa của Thầy trụ trì ở đây đã có một cái nhân duyên rất lành là hội đủ được chư Tôn Đức tất cả nhiều sắc tộc đã đến đây, và quý Phật tử cũng đã không bỏ được một cái chút thời gian quý báu của mình. Có những vị tuổi lớn, tuổi cao, và vì lòng thương tưởng ông bà cha mẹ của mình hiện đời nhiều kiếp, và cũng vì lòng thương tưởng cho con cháu của mình mai hậu noi theo gương của mình mà chúng ta đến đây để dâng lễ Vu Lan. Trước khi dứt lời, nguyện cầu ơn trên Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ cho toàn thể gia quyến của quý vị, ông bà cha mẹ, nội ngoại hai bên, những vị đã quá cố nhờ công đức lành trong mùa dâng y ra xa này, quý vị sẽ được thượng phần công đức siêu sanh về miền lạc quốc, và những vị còn hiện tại thì được bình an dương thới và sở cầu sở ý như nguyện. Chúc cho tất cả quý vị làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà được phước như Đông Hải, thọ tiễn Nam Sơn, và kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni một mùa khánh tuế vô lượng an lạc, pháp hỷ sung mãn, đạo quả sớm viên thành. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin chân thành cảm niệm công đức vị sư đã ban bố chia sẻ ý nghĩa ngày Vu Lan báo hiếu hôm nay. Vậy tiếp theo chương trình chúng tôi xin mời đại diện số Phật tử, bởi vì Phật tử không có ok đó, lên để mà cài hoa hồng, để cài hoa hồng cúng dường cho chư Tôn Đức. A Di Đà Phật, một hai vị nào có thể là lên phụ để dâng y, dâng hoa hồng lên cho chư Tôn Đức. Mời Phật tử ra, cách thủ đi hai ba ngô lên. Còn nhiều thời gian á. Tại vì không còn thời gian nữa. Cô đây đứng lên đi. Rồi cô Lan lên liền.